Chào mừng quý vị đến với những thông tin mới nhất về tình hình chính trường thế giới 24 giờ qua trên kênh tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu với những nội dung chính sau đây. NATO tính toán kết nạp Ukraine theo mô hình Tây Đức Ukraine đã thử bom chùm khi tấn công gần Lugansk. Giao cản lớn nhất đối với cuộc phản công của Ukraine. Nga tuyên bố chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine. Ukraine tăng cường nhân lực và khí tài đẩy mạnh phản công. Nga cáo buộc Ukraine tấn công khủng bố cầu Crimea Nga-Mỹ chuẩn bị đối đầu căng thẳng ở một nơi nữa trên hành tinh Trong những tuần qua, lực lượng khi ép tăng cường phản công ở nhiều khu vực nhằm tạo lợi thế trên tiền tuyến. Tuy nhiên, thành quả mang lại là chưa nhiều. Mặc dù chịu tổn thất nặng nề và không đạt được thành công nào trong hơn 5 tuần qua, nhưng Ukraine có thể sẽ không sớm dừng cuộc phản công của mình. Các chuyên gia nhận định, Ukraine vẫn sẽ tiếp tục tấn công trong những tuần tới, thậm chí là nhiều tháng tới. Vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine thực hiện những cuộc tấn công mạnh mẽ ở hướng Donetsk và Krasny Liman. Tuy nhiên, những cuộc tấn công này đã bị Nga đẩy lùi. Trong một tuyên bố, bộ này cho biết nhóm lực lượng chung của Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công của lực lượng Kiev gần Belgorodka, Severnoy, Orekhovo, Vasileka, Karasnogorodka, Veseloy, Novomikhailovka, Bevomaskoy và Marinka theo hướng Donetsk. Nhóm này cũng đã phá hủy hai kho đạn của Lữ đoàn Cơ giới số 54 và Lữ đoàn Tác chiến số 4 của Ukraine gần Radoloka và Ivano Darieka. Tổn thất của Ukraine ở hướng này lên tới 270 binh sĩ, hai xe bọc thép chiến đấu và 5 xe cơ giới. Trong khi đó, ở hướng Karasny Liman, nhóm lực lượng Sen của Nga đã đẩy lùi 3 đợt tấn công của quân Ukraine gần Novo Vodianoi, Makeka và rừng Serebryansky. Nhóm này cũng đã nhắm mục tiêu vào một số đơn vị của lực lượng Kiev ở gần Chevolnaja-Dibrova, Golikovo và Kumino. Ngoài ra, một kho đạn của lữ đoàn cơ giới số 66 Ukraina nằm gần Novo-Lyuboka đã bị tấn công và phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Kiev điều 100 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, một khẩu pháo MSTAB và D-30 theo hướng này. Ở hướng Nam Donetsk, các hành động tích cực của nhóm lực lượng Vostok đã dẫn đến việc vô hiệu hóa nhiều nhân lực và khí tài của lực lượng vũ trang Ukraina gần Prijunoi, vùng Japorohi, và Ronopol, Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Hoạt động của một nhóm phá hoại và trinh sát thuộc lực lượng vũ trang Ukraina cũng đã bị chấn áp ở Novo Mikhailovka, Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Theo hướng Japorohi, do các hành động phối hợp của quân đội Nga, khu vực tập trung nhân lực và khí tài của Ukraina đã bị tấn công gần Mafopol, Mali, Chebaki, và Malaysia Tomaka, vùng Japorohi. Ngoài ra, hai kho đạn của lữ đoàn cơ giới 33 và 65 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy gần Malaysia Tomaka và Orekhov, vùng Japorohi. Thiệt hại của Ukraine ở hướng này lên tới 260 quân nhân Ukraine, 3 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, 1 pháo D-20 và MSTAB. Bộ Quốc phòng Nga cũng đã công bố một video cho thấy pháo tự hành MSTAS tấn công lực lượng Kiev trong khi đó, các video khác công khai trên mạng trực tuyến cho thấy máy bay không người lái Lancet đã phá hủy hai khẩu pháo và một bệ phóng tên lửa của Ukraine. NATO tính toán kết nạp Ukraine theo mô hình Tây Đức Ukraine có thể gia nhập NATO theo mô hình Tây Đức, sau đó sẽ thu hồi các vùng lãnh thổ bằng phương pháp phi quân sự. Mới đây, cựu cố vấn của người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky là ông Alexei Arestovich đề nghị giới chức lãnh đạo Kiev xem xét việc đưa một phần của Ukraina gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Theo đó, ông Arestovic đã đề xuất với nhà lãnh đạo Ukraina Zelensky xem xét lựa chọn gia nhập NATO với từng phần lãnh thổ của Ukraina. Theo ông, trong tình hình hiện tại, đây sẽ là phương án tốt nhất nếu Kiev muốn được khối này chấp nhận là thành viên của liên minh. Vị cựu quan chức chính quyền Zelensky cho biết, hiện nay Nga đang kiểm soát hơn 20% lãnh thổ Ukraina, phần lớn còn lại của đất nước vẫn do kỳ ép kiểm soát. Với tình trạng này, không thể nói về bất kỳ tư cách thành viên nào trong NATO, bởi theo những nguyên tắc nghiêm ngặt của khối này, đối với việc kết nạp thành viên mới, con đường gia nhập liên minh đã bị đóng lại đối với các quốc gia đang có chiến tranh hoặc có tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ. Ông Arestovic khẳng định rằng vấn đề này chỉ có một lối thoát duy nhất là cần phải để lại 20% lãnh thổ này cho Nga trong thời điểm hiện tại, ngừng chiến tranh và gia nhập NATO với 80% lãnh thổ còn lại. Sau khi được kết nạp, Ukraine sẽ tìm cách thu hồi lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Ông nhấn mạnh rằng được gia nhập NATO là một cơ hội siêu lịch sử. Khi chính quyền Kiev vẫn nắm giữ được phần lớn đất nước, việc ngừng chiến và gia nhập NATO cũng giúp nước này khôi phục lại nền kinh tế, đưa đất nước phát triển hung mạnh và có thể thu hồi lại lãnh thổ bằng phương pháp phi quân sự. Theo Arestovic, trong trường hợp này, tương lai của Ukraine có thể lặp lại con đường của Đức, bị chia cắt thành Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Dân chủ Đức, tất nhiên là với sự thống nhất trong tương lai. Vị cựu quan chức Kiev nhấn mạnh, việc đưa Ukraine đi theo định dạng của Đức là một thỏa thuận tốt. Sau khi Cộng hòa Liên bang Đức gia nhập Liên minh NATO, Cộng hòa Dân chủ Đức vẫn được công nhận là lãnh thổ của Đức, và sau đó nước Đức đã thống nhất như ngày nay, sau sự sụp đổ của bức tường Berlin năm 1989. Ông Arestovic cũng tin rằng điều tốt nhất đối với giới chức Kyiv là nên tìm cách thu hồi lãnh thổ Ukraine bằng phương pháp phi quân sự. Vì cuộc phản công Georgievsky phát động để giải phóng các khu vực do Nga kiểm soát sẽ phải trả giá bằng cái chết của 200.000 công dân Ukraine mà chưa chắc đã đạt được mục đích. Ukraine đã thử bom chùm khi tấn công gần Lugansk. Đại tá Andrei Maroko không loại trừ khả năng Ukraine thử bom chùm trong một cuộc tấn công gần Lugansk. Trong khi đó, Ukraine tiếp tục tuyên bố giành thêm lãnh thổ từ Nga ở thành phố Bamut. Theo hãng thông tấn Nga, Đại tá Andrei Maroko, quan chức quân đội đã về hưu của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, đặt nghi vấn Ukraine đã thử bom chùm khi tấn công vào một cơ sở lưu trữ chất nổ Amonan và TNT dùng trong khai thác mỏ ở ngoại ô Lugan. Một quả đạn pháo đã bắn trúng cái gọi là kho chứa thuốc nổ nằm gần làng Jubileni của Lugan có khu mỏ Machikaja ở vùng này và cách đó không xa là một cơ sở lưu trữ chất nổ Amonan và TNT dùng trong khai thác mỏ, ông Maruko nói. Vị cựu đại tá cho biết không có ai bị thương trong vụ tấn công vì khu mỏ đã ngừng hoạt động trong một thời gian dài và cơ sở lưu trữ kể trên nằm khá xa Lugan. Ông cho biết không loại trừ khả năng quân đội Ukraine đã sử dụng bom chùm trong cuộc tấn công. Rất có thể đó là một vụ thử để làm rõ các đặc điểm kỹ thuật của bom chùm nhằm báo cáo với các nhà tài trợ đạn dược cho Ukraine rằng vũ khí mà họ cung cấp đã được sử dụng đúng cách. Vì vậy, cuộc tấn công đã nhắm vào một doanh nghiệp dân sự. Cựu đại tá Maroko nói, Theo ông Andrei Maroko cho biết, thông qua các video được lan truyền trên Internet, có thể thấy mục tiêu bị nhắm đến là cơ sở lưu trữ chất nổ được giả định như một kho vũ khí của Nga. Trước đó vào hôm 13 tháng 7, người phát ngôn quân đội Ukraine Valery Shesten xác nhận nước này đã nhận được bom chùm của Mỹ. Trong một diễn biến khác, phía Ukraine vào ngày 17 tháng 7 tuyên bố đã chiếm lại được 7 km vuông lãnh thổ từ Nga ở thành phố Bamut. Trong tuần qua, nhờ cải thiện vị trí hoạt động chiến thuật và sự liên kết của tiền tuyến theo hướng Bamut, một vùng lãnh thổ 7 km vuông đã được giải phóng. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Gana Malia nói trên Telegram. Bà Gana Malia cũng cho biết, các lực lượng Nga đã tích cực tiến công kể từ cuối tuần trước tại khu vực Kupiansk thuộc Kharkiv, phía đông bắc Ukraine. Video đăng trên kênh truyền hình địa phương cho thấy cây cầu Krem hứng thiệt hại đáng kể trên một đoạn của phần đường bộ sau cuộc tấn công vào sáng sớm ngày hôm nay, nhưng phần đế không bị ảnh hưởng. Nga cáo buộc Ukraine đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố này. Video dài 20 phút trên kênh Krem 24 cho thấy một đoạn đường bộ trên cây cầu bị tách ra và nghiêng sang một bên còn thanh chắn kim loại bị xô lệch. Camera hành trình cho thấy các tài xế phanh gấp ngay sau khi xảy ra vụ việc. Lưu thông đã bị chặn. Vụ nổ xảy ra trước lúc bình minh trên cây cầu đường bộ và đường sắt dài 19 km nối Nga với bán đảo Crimea. Giới chức Nga cáo buộc Ukraine đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố. Sự việc xảy ra vào đúng ngày Tổng thống Nga Vladimir Putin ra quyết định có gia hạn thỏa thuận ngũ cốc mà Liên Hiệp Quốc làm trung gian hay không. Quân đội Ukraine gợi ý rằng vụ tấn công có thể là hành động của chính người Nga. Nhưng báo chí Ukraine dẫn nguồn tin giấu tên nói rằng cơ quan an ninh Ukraine đứng sau. Hai vợ chồng người vùng Belgorod của Nga thiệt mạng trong vụ tấn công, còn con gái của họ bị thương và đang được điều trị tích cực trong bệnh viện. Các công tố viên Nga cáo buộc an ninh Ukraine đứng sau vụ tấn công khủng bố này. Chưa rõ vụ tấn công sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thỏa thuận ngũ cốc. Thỏa thuận này cho phép vận chuyển ngũ cốc của Ukraine qua biển đen an toàn. Ukraine và Nga là hai quốc gia xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới. Thỏa thuận mà Liên Hiệp Quốc làm trung gian sẽ hết hạn vào ngày 17 tháng 7. Ông Sergei Mironov, lãnh đạo đảng nước Nga công bằng, kêu gọi Moscow đáp trả bằng cách phá hủy hạ tầng của Ukraine. Hư hại nghiêm trọng trên cầu sẽ ảnh hưởng đến tuyến tiếp tế của Nga, nguy cơ khiến hàng ngàn du khách Nga mắc kẹt trên bán đảo Crimea. Báo động không kích vang dền sau vụ cầu Crimea bị tấn công. Quan chức Ukraine kích hoạt báo động không kích ở vùng thủ đô Kyiv và một loạt địa phương khác sau vụ việc cây cầu kết nối Crimea với lục địa Nga bị tập kích. Cảnh báo không kích đã được kích hoạt ở vùng thủ đô Kyiv cùng các tỉnh Chernihiv, Kharkov, Dnipro, Poltava, Cherkasy, Sumy và Kyivohrad của Ukraine. Trong bối cảnh lực lượng không quân Ukraine ghi nhận hai oanh tạc cơ Tu-22M3 mang tên lửa của Nga cất cánh. Tu-22M3 từng được Nga triển khai để khai hỏa tên lửa KH-22 nhắm vào các mục tiêu ở Ukraine. Tên lửa KH-22 có tầm bắn từ 600 đến 1.000 km tùy phiên bản, mang đầu nổ thông thường nặng 1 tấn, dẫn đường bằng radar kết hợp hệ thống định vị hiện đại. Hồi đầu năm, không quân Ukraine thừa nhận Nga đã phóng hơn 200 quả KH-22 vào các mục tiêu ở nước này, nhưng không quả nào bị đánh chặn. Ngay cả những hệ thống hiện đại nhất trong biên chế của chúng tôi cũng không chặn được không quân Ukraina khi đó nêu. Đợt cảnh báo không kích mới nhất ở Ukraina được ban bố sau khi Nga cáo buộc Ukraina triển khai xuống không người lái mang chất nổ tấn công cây cầu bắc qua eo biển Kech kết nối bán đảo Crimea với lục địa Nga, khiến một phần cầu bị hư hại và hai dân thường bị thiệt mạng. Nhà chức trách Nga đang điều tra để xác định những người chịu trách nhiệm gây ra vụ việc, trong số các cơ quan đặc nhiệm và lực lượng vũ trang Ukraina. Chưa rõ các biện pháp Nga có thể áp dụng trong trường hợp họ tìm được người quy trách nhiệm. Thế giới đang chứng kiến cuộc đối đầu quyết liệt giữa Mỹ và Nga tại nhiều địa bàn chiến lược. Trong những năm gần đây, quan hệ giữa Nga và Mỹ đã trở thành một điểm nóng đối đầu quốc tế, đặc biệt cấp bách trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine. Mối quan hệ giữa hai cường quốc đã xấu đi đến mức họ đang trên bờ vực cắt đứt quan hệ ngoại giao và xung đột vũ trang. Và điều đáng chú ý là căng thẳng này không chỉ giới hạn ở Ukraine. Một đợt xung đột lợi ích mới đã diễn ra ở Syria, Nơi Mỹ cho biết các chiến đấu cơ của Nga đã nhiều lần đuổi theo máy bay không người lái của Mỹ trong khi thực hiện các thao tác thiếu chuyên nghiệp ở cự ly gần. Do vậy người Mỹ buộc phải thực hiện những biện pháp sơ tán khẩn cấp. Theo các nhà báo Trung Quốc của ấn bản SD tại Washington, họ đang nói về một cuộc đối đầu vũ trang thực sự. Hoa Kỳ đã công bố bằng chứng về sự cố này, những bức ảnh và video mà người Mỹ tuyên bố cho thấy máy bay Nga vi phạm khoảng cách an toàn với UAV của họ. Lầu Năm Góc nhiều lần nhấn mạnh, những máy bay của họ chỉ cách các phương tiện của Nga khoảng 100 mét. Điều này dẫn đến nguy cơ xảy ra va chạm là rất cao. Đồng thời, Mỹ lưu ý rằng đây là ngày thứ ba liên tiếp không phận Syria trở thành đấu trường cho hoạt động tương tác như vậy giữa máy bay quân sự của hai nước. Mặc dù thực tế là các tình huống xung đột giữa quân đội Nga và Mỹ ở Syria xảy ra khá thường xuyên, nhưng những vụ đụng độ kiểu như gần đây là rất hiếm. Theo tờ SD, rõ ràng sự kiên nhẫn của Nga đối với các hành động của Mỹ ở Syria đang giảm dần. Phản ứng của Moscow khiến người Mỹ buộc phải tuyên bố những hành động trên không của Nga là không an toàn và không chuyên nghiệp. Đồng thời, Nga cũng nói rằng máy bay không người lái của Mỹ đã vi phạm không phận gần căn cứ chính của họ. Điều này đã trở thành lý do cho những hành động đáp trả. Số liệu thống kê cho biết, chỉ riêng trong ngày 13 tháng 7, 9 trường hợp máy bay không người lái của Mỹ thực hiện các chuyến bay trái phép. Điều này cho thấy Mỹ đã vi phạm các thỏa thuận quốc tế. Ấn phẩm tiếng Trung nhấn mạnh, Mỹ có thể gặp phải rắc rối lớn bởi vì sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Syria là không được phép, trái ngược hoàn toàn với Nga. Giao cản lớn nhất đối với cuộc phản công của Ukraine Cuộc tấn công của Ukraine khi đối mặt với các bãi mìn đã làm lộ ra lỗ hổng của xe bọc thép và xe tăng, đặc biệt là xe chiến đấu Bradley mới được sản xuất của Mỹ và xe tăng chiến đấu Leopard của Đức. Theo tờ Prada của Ukraine, cuộc phản công của Kiev đang tiến triển chậm vì các khu vực phía trước của các công sự phòng thủ Nga được giải mìn dây đặc. Vào đêm trước cuộc phản công, Ukraine đã nhận được chưa đến 15% thiết bị kỹ thuật và xử lý bom mìn mà họ đã đề nghị từ các đối tác phương Tây. Tờ The Washington Post của Mỹ giải thích, việc chuẩn bị tích lũy lâu dài cho cuộc phản công bắt đầu khoảng một tháng trước trên nhiều khu vực của chiến trường ở phía đông và phía nam của Ukraine đã tạo điều kiện cho các lực lượng Nga có thời gian để chuẩn bị. Các binh sĩ Ukraine tham gia cuộc phản công cho biết nhiều khu vực có chiều sâu từ 5 đến 15 km phía trước tiền tuyến cũng như các cứ điểm chính của quân đội Nga đã được giải dây đặc mìn chống tăng, mìn sát thương và dây thép gai. Theo họ, do có rất ít hệ thống ra phá bom mìn nên họ trở thành mục tiêu dễ dàng cho các lực lượng Nga. Kết quả là các lực lượng của Ukraine buộc phải thay đổi chiến thuật. Thay vì nỗ lực đột phá bằng các phương tiện chiến đấu bộ binh và xe tăng chiến đấu mà các nước phương Tây cung cấp, các đơn vị của Ukraine đang tiến lên một cách chậm chạp washington post lưu ý rằng cuộc tấn công của ukraine khi đối mặt với các bãi mìn đã làm lộ ra lỗ hổng của xe bọc thép và xe tăng đặc biệt là xe chiến đấu bradley mới được sản xuất của mỹ và xe tăng chiến đấu leopard của đức các phương tiện chiến đấu này đã nhận được lời khen ngợi từ các binh sĩ si ukraine ngay cả sau khi bị trúng mìn vì hầu hết những người bên trong chỉ bị thương nhẹ nhưng chúng không thể xuyên thủng hàng phòng thủ của nga tờ washington post viết về phần mình, Valery Jaluni, tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng quân đội Ukraine cần thiết bị giả phá bom mìn từ xa đặc biệt. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Jaluni cho biết Ukraine sử dụng các hệ thống giả phá bom mìn M-58, Mike tám, do Mỹ cung cấp, nhưng chúng đang bị phá hủy và do đó Ukraine cần rất nhiều hệ thống như vậy. Một quan chức cấp cao giấu tên của Ukraina chia sẻ rằng Kiev đã nhận được chưa đầy 15% số lượng thiết bị giả phá bom mìn và thiết bị kỹ thuật bao gồm cả MIC, LEC mà họ đề nghị từ các đối tác phương Tây trước cuộc phản công. Một số thiết bị này mới đến vào tuần trước. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Oleksiy Drenikov và cả ông Jaluni đều cho biết thêm rằng họ đã thông báo cho các đối tác phương Tây rằng Kiev cần khẩn cấp thêm các hệ thống giả phá bom mìn chẳng hạn như bộc phá dạng ống Bangalore. Ngược lại, các quan chức Mỹ cho rằng họ đã cung cấp cho Ukraine gần như tất cả các thiết bị mà Kiev đề nghị trước cuộc phản công, đồng thời lưu ý rằng không phải lúc nào cũng có thể cung cấp đủ số lượng mà Kiev yêu cầu. Nhưng nhấn mạnh, đặc biệt đối với các hệ thống MIC, LIC, Washington đang nỗ lực cung cấp nhiều hơn trong thời gian sớm nhất. Nga tuyên bố chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine Người phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc biển đen với Ukraine ngay sau khi xảy ra vụ tấn công cầu Kerem khiến hoạt động đi lại qua cầu bị gián đoạn. Điện Kremlin ra tuyên bố các thỏa thuận ngũ cốc qua biển đen sẽ chấm dứt. Nga chỉ dừng lại thỏa thuận này khi tất cả các bên liên quan thực hiện các bước đã nêu trong thỏa thuận. Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra vào ngày 17 tháng 7, đúng thời điểm thỏa thuận kết thúc, ông Peskov nhấn mạnh các bên ký kết thỏa thuận ngũ cốc này vẫn chưa tôn trọng một số điều trong thỏa thuận. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow đã chính thức thông báo với Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên Hiệp Quốc về việc Moscow sẽ không tiếp tục gia hạn thỏa thuận này. Thỏa thuận này có tên chính thức là Sáng kiến ngũ cốc biển đen được ký vào tháng 7 năm 2022 do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu do chiến sự Nga-Ukraine thỏa thuận đã được gia hạn 3 lần, lần gia hạn gần đây nhất có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5 và kéo dài trong 2 tháng. Nga nhiều lần cảnh báo nước này sẽ xem xét rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc biển đen nếu những rào cản với xuất khẩu lương thực và phân bón của Nga không được dỡ bỏ. Vào ngày 12 tháng 7 vừa qua, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres đã gửi thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, khẳng định ủng hộ việc loại bỏ các rào cản đối với việc xuất khẩu phân bón của Nga. Đến đây 10 phút của bản tin cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi những thông tin từ chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị thông qua phần bình luận ở phía dưới mỗi video. Cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.